Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái cách giải của cái khối khóa khổng minh này. Như các bạn đã thấy cái khối khóa khổng minh này sau khi mà lắp mà nó khít vào với nhau như này thì các bạn sẽ thấy là nó tương đối khó. Khi nó giật ra nó sẽ gần như là không thoát được. Vậy cái khối hình này sẽ được lắp vào và tháo ra như thế nào? Đầu tiên tôi sẽ đây là cái khối hình cơ bản nên chính vì thế cái việc tháo ra lắp vào của nó tương đối dễ. Nhưng mà nếu mà chúng ta chưa từng xem hoặc chưa từng làm qua thì cái việc này cũng tương đối là khá khó khăn. Đầu tiên là việc tháo ra. Đó, như chúng ta thấy đây. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái việc tháo ra như thế, chúng ta có thể đoán được cái cách lắp vào đúng không ạ? Nhưng mà với một số bạn thì đấy, với cái việc tháo ra đấy các bạn có thể nhìn qua. Bây giờ các bạn ấn pause lại, các bạn ấn dừng lại và sau đó các bạn thử lắp vào xem chúng ta có lắp được vào luôn không. Rồi các bạn, nếu như các bạn không lắp được vào thì các bạn tiếp tục ấn play để chúng ta có thể thử xem là cái việc lắp vào nó như thế nào. Việc lắp vào thì tương đối đơn giản, các bạn chỉ cần nhìn theo nhé. Các khối hình này là tương đối giống nhau, là giống hệt nhau chứ không phải tương đối giống nhau, giống hệt nhau. Hãy nhìn này. Chúng ta nhìn thấy nó giống hệt nhau. Việc đầu tiên là chúng ta làm như sau. Chúng ta đặt vuông góc với này, hai bên với nhau. Khối hình thứ ba chúng ta. Cái này cũng tương tự như thế. Nhưng chúng ta không lấy ở góc bên kia, chúng ta lấy ở góc bên này. Một tay cầm ạ. Chúng ta chỉ cần đặt. Đúng chiều của nó là tự khắc là có thể lắp vào với nhau. Rồi, và khi ấy thì cái việc tháo ra sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Đây chính là cái lắp vào của nó. Tháo ra chúng ta đã biết rồi. Rồi, như thế là tôi đã giới thiệu xong cái cách hướng dẫn giải cái khóa khổng minh này. Nếu các bạn tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo để tôi có thể giới thiệu tiếp tục những cái khóa khổng minh khác, những mẫu khóa khác có thể phức tạp hơn thì chúng ta có thể đấy, với những bạn mà muốn tìm mua khóa khổng minh thì ok, các bạn có thể kích vào cái đường link bên dưới của chúng tôi, có đang hiện tại đang có khoảng độ chục mẫu khóa khổng minh thì các bạn có thể lựa chọn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào các mẫu khác.